Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong chuyên mục Điểm tin trong ngày của CNews. Hôm nay ngày 23 tháng 12 có những tin tức gì nổi bật? Hãy cùng với CNews điểm qua ngay sau đây. Cát Phượng xác nhận đã chia tay Kiều Minh Tuấn vào một năm trước. Snowdrop lên sóng hai tập đầu tiên, Jisoo bị tẩy chay, Blackpink bị gán mác nhóm nhạc bán nước. Hơn 20 thanh niên quay clip trên tàu Cát Linh Hà Đông, 37 giây gây nhiều tranh cãi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thời gian gần đây, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn liên tục lộ hin nghi đã tan vỡ. Cho đến mới đây, trên Facebook cá nhân, trong lúc đáp trả tay đôi với anti-fan, Cát Phượng bất ngờ xác nhận đã chia tay với Kiều Minh Tuấn vào một năm trước. Cát Phượng chia tay Kiều Minh Tuấn từ một năm trước. Mới đây, Cát Phượng đã có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân, chia sẻ hình ảnh selfie, nữ diễn viên đính kèm đoạn triết lý về cuộc sống. Này bạn ơi, đừng bao giờ lừa dối với người đã từng hết lòng với bạn, bởi vì không phải với ai họ cũng tốt như vậy. Lỡ trễ một chuyến xe có thể chờ chuyến sau, nhưng khi bạn đã bỏ qua một tấm lòng chân thành, thì có khi cả đời bạn không thể nào gặp lại được người tốt như thế nữa. Cho nên đừng bao giờ lừa dối lòng tin, đừng bao giờ lừa dối trong tình cảm. Đừng bao giờ lừa gạt lòng chân thành, bạn sẽ vĩnh viễn đánh mất một người đã từng tốt với bạn. Bài đăng của diễn viên 7X đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, chiếm trọn spotlight là màn tương tác của Cát Phượng và một anti-fan. Cụ thể dưới bài đăng, dân mạng này mỉa mai chuyện tình của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Lai lắm cũng mỏi tay thôi, tha cho em nó. Đừng chia tay xong rồi chơi bầy đàn dìm em nó không ngóc đầu lên được. Bị mỉa mai vô cớ, nữ diễn viên đáp trả. Nghĩ tích cực xíu đi bạn, tâm bạn chắc xấu nên nghĩ ai cũng xấu như bạn rồi. Chúc bạn nhiều sức khỏe và bình an nhé. Tuy nhiên, cảm thấy khó chịu khi bị sốc xỉm chuyện tình với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng cũng bất ngờ cho biết đã chia tay được một năm. Cô đồng thời mỉa mai ngược dân mạng này nên tiếp cận người ấy của cô. Cát Phượng cho hay, chúng tôi đã chia tay một năm rồi, sao bạn không biết điều này ạ? Bạn nhảy vào được rồi đấy, bạn đừng nóng nha. Bên cạnh việc chỉ trích sự kém duyên của tài khoản mạng, nhiều netizen cũng bất ngờ với thông tin Cát Phượng đã chia tay Kiều Minh Tuấn được một năm. Không biết bình luận của nữ diễn viên là thật hay đùa, song câu chuyện đã khiến dân tình bàn tán xôn xao. Được biết Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn tới nay đã có 13 năm gắn bó. Tuy nhiên thời gian gần đây, cặp đôi chị em liên tục bị soi những dấu hiệu rạn nứt. Nguyên nhân xuất phát từ động thái khác thường của người trong cuộc. Cát Phượng nói về ngày không còn Kiều Minh Tuấn, ngược lại bạn trai cũng vắng bóng trong những ngày cô nằm viện. Thậm chí cả hai bị phát hiện như người dưng ngược lối khi cùng xuất hiện tại một sự kiện vào ngày 1 tháng 12 vừa qua. Trước những đồn đoán, Kiều Minh Tuấn thì im lặng, ngó lơ. Về phía mình, Cát Phượng cũng lên tiếng bác bỏ. Nữ diễn viên cho biết thời điểm mình nằm viện, bạn trai bận công việc, cộng thêm ngoại cảnh tác động là dịch Covid-19 hạn chế người thăm nuôi nên mọi việc cô nhờ y tế chăm sóc. Còn về việc như người dưng ngược lối tại sự kiện là do cả hai theo sự sắp xếp của chương trình, Kiều Minh Tuấn ra về trước nhưng đã nhắn tin báo cho cô biết. Nữ diễn viên đồng thời nhấn mạnh, nếu cả hai có chuyện với tính cách của mình thì cô sẽ không bao giờ giấu giếm. Chỉ lên sóng những tập đầu tiên, bộ phim Snowdrop đã gây ồn ào nhất làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ có dàn diễn viên chính của Snowdrop bao gồm cả Jisoo bị công chúng Hàn Quốc công kích, mà ngay cả những thành viên khác trong nhóm Blackpink cũng bị vạ lây. Snowdrop lên sóng hai tập đầu tiên, không chỉ Jisoo bị tẩy chay mà toàn thể Blackpink đều bị gán mác nhóm nhạc bán nước. Trong hai ngày cuối tuần, Snowdrop đã trở thành cái tên phủ sóng khắp mọi nơi trên internet Hàn Quốc, được nhắc đến liên tục trong hàng loạt chủ đề và bài báo khác nhau. Tuy nhiên, thay vì khen ngợi, gần như tất cả các ý kiến từ người Hàn Quốc đều tức giận chỉ trích nội dung của Snowdrop vì những chi tiết bị cho là bóp méo lịch sử Hàn Quốc, mỹ hóa chế độ độc tài và cơ quan an ninh quốc gia cũng như hạ thấp giá trị của phong trào dân chủ 1987. Trước những cáo buộc ngày càng trở nên nghiêm trọng đó, không chỉ có dàn diễn viên chính của Snowdrop bị công chúng toàn quốc công kích liên tục, mà ngay cả những nghệ sĩ khác cũng đang phải hứng chịu những làn sóng ném đá dữ dội vì động thái ủng hộ phim bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó, toàn thể Blackpink đang bị chỉ trích gay gắt không kém bất kỳ diễn viên nào của phim bởi cách họ ủng hộ phim của thành viên trong nhóm. Vào tối ngày 18 tháng 12, vào thời điểm tập 1 của Snowdrop phát sóng, hai thành viên Blackpink bao gồm Rosie và Lisa đã đăng tải trên Instagram Story những bài đăng cho thấy họ đang xem phim trực tiếp cùng nhau. Trước đó, vào ngày Snowdrop tổ chức họp báo ra mắt truyền thông, Rosie và Jennie cũng đăng tải hình ảnh trên Instagram Story để ủng hộ Jisoo cũng như phim mới của cô. Vào thời điểm đó, cộng đồng mạng đã từng lên tiếng chỉ trích họ rất nhiều. Thế nhưng chỉ vài ngày sau đó, Blackpink tiếp tục công khai cổ vũ cho Jisoo bất chấp tất cả những tranh cãi bóp méo lịch sử xung quanh Snowdrop. Một bài báo cho New24 vừa được phát hành vào sáng ngày 20 tháng 12 đã thẳng thắn chỉ trích hành động của các thành viên Blackpink. Điều gây khó chịu hơn là các nghệ sĩ khác đang lên tiếng ủng hộ Snowdrop thông qua SNS, dù cho họ biết rất rõ những tranh cãi bóp méo lịch sử xung quanh nội dung của phim. Các thành viên Blackpink liên tục đăng tải trên Instagram Story những bài viết ủng hộ sự xuất hiện của Jisoo trong Snowdrop. Họ đang quên mất một điều cơ bản rằng bản thân họ là một nhóm nữ K-pop toàn cầu nhưng lại công khai quảng bá để người hâm mộ quốc tế xem một bộ phim đang bị nghi ngờ bóp méo lịch sử nước nhà.
Xét đến việc Blackpink là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop hiện nay, có sức ảnh hưởng lớn không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới, cộng đồng mạng Hàn Quốc đã cảm thấy thất vọng và vô cùng phẫn nộ hơn bao giờ hết. Rất nhiều bài đăng trên các diễn đàn trực tuyến hiện tại đều tuyên bố họ đã mất hết cảm tình dành cho toàn thể các thành viên của Blackpink, thậm chí họ còn kêu gọi tẩy chay tất cả những gì liên quan đến nhóm nhạc này trong tương lai. Fan bênh gì ở đây vậy? Chỉ riêng chuyện biết rõ sức ảnh hưởng của bản thân mà vẫn đăng trên story cũng đủ để bị chỉ trích rồi còn gì. Nhóm này bây giờ kết thúc thật rồi, cả đời này họ sẽ gắn mác là nhóm nhạc bán nước thôi. Điều khiến tôi tức giận nhất là vì cách họ quảng bá mà fan quốc tế của Blackpink đã ủng hộ bộ phim này vô điều kiện bất kể người Hàn Quốc có phản đối đến thế nào. Tính đến 14 giờ ngày 20 tháng 12 theo giờ Hàn Quốc, tức là chỉ một ngày sau khi được đăng tải, đơn kiến nghị gửi lên Nhà Xanh yêu cầu ngừng phát sóng Snowdrop đã cán mốc hơn 256.000 chữ ký và vẫn đang tăng lên rất nhanh chóng, cho thấy người Hàn Quốc đang rất phẫn nộ với bộ phim này đến mức nào. Mới đây, clip loạt bá vương học đường diễu hành ở ga Cát Linh Hà Đông được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên nhiều diễn đàn nhưng lại thu về không ít chỉ trích vì cho rằng họ đang làm màu. Tranh cãi loạt bá vương học đường diễu hành ở ga Cát Linh Hà Đông, thời gian gần đây tàu Cát Linh Hà Đông chính thức được đưa vào hoạt động khiến nhiều người phấn khởi. Không chỉ là phương tiện đi lại, nơi đây còn là điểm đến khiến nhiều bạn trẻ thỏa sức chụp ảnh sống ảo. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng được dân tình ủng hộ hết mực, chẳng hạn như nhóm thanh niên dưới đây khiến mọi người tranh cãi. Cụ thể, TikToker đã chia sẻ trên mạng video ngắn ghi lại cảnh một nhóm thanh niên mặc đồ đen tạo dáng tại tàu Cát Linh Hà Đông. Điều đáng nói là nhóm người này mặc trang phục như bá vương học đường ở bên Nhật, khiến cư dân mạng nhầm tưởng đây là tàu điện ngầm ở Tokyo. Trong video với trang phục đen từ đầu đến chân, ai cũng cố tỏ ra thật lạnh lùng và cá tính. Nhóm thanh niên này mặc gakuran, trang phục của học sinh nước Nhật, di chuyển từ chỗ thu vé cho đến khi lên tàu. Một số người còn vừa đi vừa bỏ tay vào túi quần, mặt tỏ vẻ ngầu đét để lên hình sao cho xoáy ca nhất. Từ phong cách ăn mặc, thái độ đến dáng đi của cả nhóm đều trở thành vấn đề khiến dân tình khẩu chiến gay gắt. Một số cư dân mạng cho rằng việc mặc trang phục sống ảo là riêng tư, không ai có quyền can thiệp, phán xét hay chê trách. Có thể nhóm bạn này chỉ mặc để chụp ảnh, quay video một chút sau đó sẽ cởi bỏ ngay, hoặc họ ghi hình với nhiều phong cách khác nhau, có cả của Nhật và Việt Nam. Tuy nhiên, luồng ý kiến khác lại tỏ ra gay gắt, cho rằng tàu Cát Linh Hà Đông vô tình bị nhóm thanh niên biến thành hình ảnh bên Nhật. Hành động này thể hiện sự không tôn trọng văn hóa và truyền thống của người Việt. Nếu chụp ảnh, tại sao lại không chọn trang phục truyền thống để lan tỏa giá trị tốt đẹp của Việt Nam rộng rãi hơn nữa? Chính vì vậy, rất khó để khẳng định trang phục của người Nhật tại tàu Cát Linh Hà Đông là đúng hay sai. Bạn có suy nghĩ gì về việc sống ảo của nhóm thanh niên này? Hãy chia sẻ ngay phía bên dưới nhé! Vừa rồi là những tin tức chính có trong ngày. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Xin News. Đừng quên bấm like, đăng ký và tích chuông kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mỗi ngày. Mọi ý kiến đóng góp hãy để lại phía dưới và bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.